Đây nha các bạn nhá, đang ở công viên thần thoại Land Park ở Đồ Sơn nhá. Hôm nay dẫn mọi người đi Land Park ở Đồ Sơn nhá. Đây, có bác Hiền đây này này, đấy. Bác Hiền ở Quy Nhơn đây. Đây mẹ Khánh đây. Đây. Cả Bình Minh nữa đây, đội hình chỉ có thế thôi. Hôm nay là đi không có sự chuẩn bị gì cả. Đây công viên rất là đẹp đây. Đấy. Land Park đây. Bác Hiền có vào chụp thì chụp. Đấy. Đây là ở trước cửa của công viên. Công viên. Khu này mới xây dựng nhé mọi người nhé. Đây cảnh quan đây là rất là nhiều các cái nhà, cái tòa nhà xây dựng xong rồi đây. Đấy vừa xây dựng xong đây. Đấy. Đây. Đây tòa nhà rất nhiều. Đây. Đấy vào đi đây. Bác Hiền cứ ngồi đấy, đây chụp trong kiểu này. Nhìn như ở bên Bali nước ngoài nhỉ. 1 2. Đấy. Đây. Nhìn đây nào. 1 2 3. Đây Bình Minh đứng đây nào. Nhìn đây bố, nhìn đây nào. À. Các ai chụp tôi một kiểu không nào? Đây nha bác Hiền đây đẹp lắm này. Đây nè 1, 2. Đấy. Đây công viên thần thoại Land Park. Đây đấy. Đấy, đẹp. Nó còn để trong Zalo nó năm ấy. Đấy. Rất chi là đẹp. Đây đây đợi tí nữa về nhìn sau. Tí nữa về sau. Là 1 2 3. Không chỉ đứng ở đây thôi, đấy nhậu đấy, đứng ở đấy nào, đứng yên nào. 1 2 chị ơi, đi xuống chị ơi. 3. Đây bảo đứng ở đây. Ôi, xuống con ơi, nhìn thấy các biển mà mình không nhìn thấy. Đây chụp bằng xa đây này. Đấy, đứng ở cái bậc này thôi.